detail, get in here! You're cold! Ah! Ah! We will hunt every single one of you sons of bitches down! You think America can't find you? No need, General. We're coming to America. Contract says no weapons. Not on this kind of op. Who needs to know? General McGowan. But this might make you feel better. Little souvenir I picked up in Indonesia. Thanks, Vic, but if I need a karambit for aerial recon, we've got bigger problems. Can't hurt. Hey, where's Charlie with that sat phone? Hey, sorry. Just putting the finishing bits of awesome on this puppy. Signal skips base combo completely. What for? Keeps the DOD types from backseat driving. That's why you're here, kid. Sam. Let's move. Uploading. We're in. Teams, this is King. We are go. Pond says go. Bishop says go. Knight says go. Rook is go. Queen says go. Anything else, Chief? Let Sarah know I'll be offline for a few days. Sarah, she's still single, right? No? I'm gonna take that as a no. Stop hacking base IT. We're guests here. Yeah, but they make it so easy. Video's up. Engaging two hostiles. I've got it. Site F encryption keys, 40 days until expiration. Hostiles are down. Let's go. Bishop's been hit. Jam everything and move out. The blacklist is live. Now. Anderson Tower, this is Paladin 02 requesting permission to lift off. Do you copy? Radio up? Radio's working fine. Anderson Tower, this is Paladin 02 requesting permission to lift off from Chopper Pad Alpha Niner. Well, we're behind. Fuck the protocol. Need to make it back in time from McGowan's Texas Hold'em game. How do you think I'm paying for the chopper? Leave him. Bravo team, report. Bravo is go. Move in. Holy shit! Mayday, mayday, mayday. Paladin 02, we're going down. Hang on. We make the base. Just outside the perimeter. Shake a light. We're a big target out here. Vic, give me a hand, I'm stuck. Charlie, sat phone. Yeah. Oh shit, you guys okay? What the fuck is happening? Chopper's down. We're fine. Munitions depot must have been hit. Where are you? Hiding under a truck with my laptop? Listen, guys, all the radio channels are down. It's gotta be an RF jammer. There's a signal northwest of you. All right, you sit tight. We'll find the jammer. Come on. You know, I'll bet those sons of bitches are using one of our jammers. It makes you say that. That's what I do. Eyes open, Sam. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng trở lại với channel của mình là Hiếu Béo ở trong team Khám Bựa. Và như các bạn thấy là game các bạn đang xem và game mình đang chơi đó là một tựa game Tom Clancy mà được các game thủ mong chờ nhất trong năm nay. Vâng các bạn, đó là tựa game Tom Clancy Splinter Cell Blacklist. Mình rất là xin lỗi các bạn vì đã phải cho các bạn xem qua một cái đoạn phim ngay ban đầu để chúng ta có thể biết là cái sự việc nó xảy ra như thế nào mà dẫn đến anh chàng Sam Fisher chúng ta lại ra đồng nỗi này. Như các bạn thấy là anh chàng Sam Fisher chúng ta rất là trẻ, trông rất là trẻ so với phần Conviction. Thì có thể đây là cách có thể mình theo mình đoán là 10-15 năm trước cái Conviction đấy. Và mình ban đầu cái bọn mấy cái bọn đặt bom kia thì mình không biết là bọn nào. Ôi cái gì ấy, cái gì. Và thằng đồng hành cùng của mình hiện tại đang là thằng Vic, đúng không? Từ để mình xem menu setting này nọ. Đây. No. Vâng, như các bạn thấy là đây là nó đã các cái setting nó đã config hết cho mình rồi. Và cái menu trông của nó cũng rất là hiện đại. Và mình rất là phải nói là mình rất hồi hộp và rất là mong chờ game này từ lâu rồi, từ năm ngoái rồi, và giờ được động vào game này thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Ok, trở lại game nhé. Bây giờ chúng ta phải tìm đến cái jammer hình như là cái máy phát điện hay sao, hay là cái máy phát sóng tần số gì đấy, mình không biết. Và ở cái thời điểm hiện tại mình đang quay là Uplay vừa mới ra cái trò chơi này. Và rất nhiều phiên bản leak của console như là Xbox 360 hoặc là PS3 đã ra rất là lâu rồi, phải được 2-3 ngày rồi. Và hiện giờ anh PC chúng ta mới ra, vậy nên là mình rất là mong chờ, mặc dù thấy cộng đồng mạng đã chơi game này từ được mấy hôm rồi. Rất là sốt ruột, rất là nóng lòng, và hiện giờ trên tay mình đang đây là đang chơi tựa game này. Ok. Như bạn dành cho những bạn chưa biết thì đây là một tựa game stealth. Ok, nó bảo mình là đánh cái thằng bên trái. Như bạn thấy đây là tựa game stealth. Nếu mà bạn nào có xem cái series Tom Clancy Splinter Cell Conviction của mình với Kenty thì các bạn sẽ biết. Từ để mình xem nào. Giết thằng này kiểu gì? Cái gì? Cái gì vậy? Non legal. Cái này là kiểu chơi bằng chơi sạch hay là chơi bẩn đấy? Kiểu thế ra. Ôi vãi. Execute ready. Good luck. Tới cái chỗ không phải, mình xin lỗi, cái jammer là cái xe chứ không phải là cái máy. Mình nhớ nhầm cái máy nó đọc là cái gì cơ, mình quên mất rồi. Cái jammer là cái xe chứ không phải là cái máy đâu. Ở sau đấy kỳ quái. Ui. Đủ. Ok, như bạn thấy là tựa game này chơi rất là khó. Vừa vào mình đã chết phát 2 lần rồi. Để xem nào. À đây. Đây nó cho đánh dấu nhưng mà nó lại không hướng dẫn. Bố tổ nó. Execute rồi. Tay đạn kiểu gì nhỉ? Về đi đoạn nào bây giờ? Mới vào khó vãi. Đã kiểu thử thách thế này rồi. Ờ phải đến cái chỗ này này. Đấy, đến cái chỗ đấy. Thế mới đau. Bây giờ chạy kiểu gì nhờ? Có vẻ khó. Ra đây, đây đúng rồi, đúng rồi. Ôi nó phát hiện rồi. Mày ra đây. Ôi khó vãi. Được chưa? Ôi tí chết, tí chết. Mẹ khó vãi đái à. Từ mình nó rình nó đoạn này. Chết với tao. Mày. À cái thằng lúc nãy này. Xin lỗi các bạn vì mình không phải là một fan trung thành của Steel nên là trong quá trình chơi mình mà có bị lỗi gì thì các bạn thông cảm nhé. Đừng hỏi. Giờ chúng ta phải hủy cái phải ngắt cái tín hiệu đang truyền đi. Ôi thằng ấy bựa vãi. Word of a stunning attack on the massive U.S. military installation on the island of Guam. The deadliest strike on a U.S. base since Pearl Harbor. A group calling themselves the Engineers has claimed responsibility. Released an internet video complete with chilling footage from the attack to lay out their demands. They're calling the attacks the Blacklist. The Blacklist. The Blacklist. America, this is the Blacklist. One new attack every 7 days. We have one demand. You have soldiers in 153 countries. Bring your troops home. Your troops home. Now. Or every week, we will attack you. We will not negotiate. You will not stop the Blacklist. You have 7 days until the next attack. The choice is yours. We are the engineers. We are the engineers. What's our status? Paladin 1 and the 4th Echelon team are ready, Madam President, but we can't locate Mr. Fisher. His friend is fighting for his life. Find Victor Kost, you'll find Sam. Hundreds dead in Guam, a countdown to more attacks targeting America. The world is looking for answers, Mr. Fisher, and I don't have any. Fourth Echelon needs to find them, and it can't do that without a leader. It's distraught, Vic. One of Vic's men comes with me, no questions asked. You can have Charlie Cole. And Grimm's daughter has recruited one of the CIA's best for mission support, Isaac Briggs. And Grimm is out. She didn't want you on this mission either. Sorry, Sam, that's a non-starter. Nobody works better with you than she does. Welcome to Fourth Echelon, Mr. Fisher. It's pretty sweet, right? First time in a plane. No. How deep are we with this engineers organization? Nothing yet. Briggs and our contacts are isolating probable candidates. What about the names? American Freedom, American Blood. Potential attacks, each with a timer. Got 5 days before American consumption? And counting. We're running analytics to find the target locations as we speak. I'll get you up to speed on the plane. Prototype military transport. Loaded with custom modifications. Armory, infirmary, holding cell. Every resource that you'd have on the ground. Fully mobile. It's like the good old days. Problem, Briggs? Just got my subdermal radio put in. Felt like someone used a jackhammer. This puppy makes Air Force One look like a paper airplane, hey, Sam? Do you want to discuss potential upgrades? Later. Walk me through this. News and internet data mining, predictive analytics, photo and video forensics. Plus backdoors into foreign ELINT systems and facial recognition integration from the CIA, NSA, DCS, FBI. All in real time. This is what you were bragging about? The SMI? Strategic Mission Interface. We've made significant improvements since the early system Charlie worked on. I'll let him get you up to speed. The best thing is, you can control everything from right here or from your Opsat when you're on the ground. Impressive. Okay, well, let me know if you need anything. I'm gonna check out my new digs. Thanks, Charlie. Ok. Và như các bạn thấy là cái tựa game này ở cái phần này nó còn thêm một cái ít yếu tố gọi là yếu tố RPG như kiểu Mass Effect ấy, nếu như các bạn hiểu. Nếu như các bạn đã chơi Mass Effect, nhưng ngoài nhiệm vụ chúng ta có thể đi lại và tương tác với các cái liên kết khác để mình thử đi một vòng như kiểu nhà mới thôi. Ở đâu ấy? Và như bạn thấy là ở lúc nãy anh Vic đồng hành của chúng ta do bảo vệ chúng ta mà đã bị thương, và cái bọn lúc nãy American gì mình quên mất rồi. Bọn nó đe dọa là cái Blacklist sẽ thống trị, rồi chúng ta phải đi chống lại cái bọn đấy. Nghĩa là cái bàn làm việc của chúng ta, như các bạn thấy là cái bàn lúc nãy nó có cái monitor đấy, thì chúng ta sẽ xem theo mình thì mình sẽ xem các nhiệm vụ ở đấy và thực thi các nhiệm vụ ở đấy luôn. Và có một cái thằng lúc ấy là cái thằng da đen đấy, thằng Briggs, thì cái thằng đấy theo như mình được biết là khi nào mình muốn chơi nhiệm vụ co-op thì thằng đấy sẽ là thằng đồng hành với mình, chứ không phải là hai anh chàng ở phần Conviction như mình và Kenty chơi ở phần trước nữa. Phần này chính Sam Fisher, chính anh chàng Sam Fisher chúng ta sẽ có mặt trong nhiệm vụ co-op. Grim. Listen, Sam, we have a lot of work ahead of us, but maybe we should clear the air. History is history. That's it? Like you said, we've got a lot of work to do. Gì ấy? Player upgrade. Plane upgrade nhầm. Nâng cấp máy bay. Thử xem nào. Có cái gì không? Đây chúng ta đang làm việc trên máy bay, nhưng không phải ở dưới mặt đất. Xem có gì không. À, như các bạn thấy ở bên góc bên phải trên cùng chúng ta có cái số tiền. Thì mình nghĩ là mỗi lần làm nhiệm vụ xong thì chúng ta sẽ nhận được tiền. Nó cũng thay như một dạng điểm ấy. Rồi, mình sẽ làm nhiệm vụ của Grim nhá. Đây là con này, con tên là Grim. Ok. I've been tracking the engineers' online presence. 60% of their traffic passed through one choke point, a privately owned offshore data hub. Can we tap it virtually? They're too good for that. We need to do it the hard way and do it clean. What's the site? Just off the English coast. It's a converted seafort. The guy who owns it is making millions hosting this kind of stuff. So we go in, plant a trace, get out. Without being spotted, or his people will wipe everything. Trời luôn, nhiệm vụ đầu tiên. Solo hoặc là như bạn thấy là đây là mình đang chơi mình, nên là thực sự nếu mà mình có chơi co-op thì mình sẽ chơi cùng anh em trong team, hoặc là chơi với mình người mình quen, chứ không phải chơi online với bọn khác. Nó lằng nhằng lắm, nó nói tiếng Anh, không phải tiếng Anh phải làm chuyện mà chơi nó loạn lắm, nó không đồng bộ với nhau ấy. Thì chơi mình nghĩ là khi nào đến phần co-op thì mình có người muốn, khi nào mà anh em trong team sẵn sàng chơi co-op thì mình sẽ chơi co-op cùng anh em trong team hoặc là người quen. Ok, bây giờ mình sẽ chơi solo nhé. Ok, đây là cái bảng customize kia, nghĩa là dành cho những bạn nào chưa biết thì cái loadout, cái bản loadout này là nghĩa là cái trang phục hoặc là các cái trang bị của chúng ta. Nó sẽ chia thành các cái, nghĩa là mình đây có 3 slot, 3 slot loadout. Ok, mình sẽ thử xem cái này đầu tiên mà. Gadget nghĩa là cái thiết bị, trang bị. Sticky noise maker, cái này là kiểu cái cục dính, chắc nó ném vào tường xong rồi nó gây ra cái tiếng động để đánh lạc kẻ hướng, đánh lạc hướng địch. Thì như sang phần này nó rất là nhiều vũ khí, và các bạn có, như các bạn có xem cái video của Ubisoft mấy hôm trước có quảng cáo thì game này chúng ta có hàng trăm cách để chơi. Và cái cách dùng những cái trang bị này là một trong những cái nhiều cách đấy. Mình sẽ cố gắng mình khai thác hết. Nếu mà không hết thì cũng chả sao, mình sẽ cố gắng mình khai thác các cái cách chơi của cái tựa game này, của cái phần này. Ok, mình sẽ dùng cái này. Cái này mình đang đeo rồi, nghĩa là nó có cái dấu tích kia là mình đã đang đeo rồi. Sticky EMP. Cái này là tạm thời hủy, tạm thời ngắt điện các cái khu vực có điện xung quanh, chắc là để cũng để đánh lạc hướng luôn. Ok, vậy hiện tại mình sẽ chơi theo kiểu mặc định nhá. Này cứ xem trước. Này là loại kính này, kính đặc trưng của anh Sam Fisher là đây. Ngoài ra cũng có những cái bộ ngon hơn. Đây các bạn thấy là chúng ta có cả trang phục, cũng như phần Conviction ngày trước là cũng cho chọn trang phục. Nhưng mà chỉ phần Conviction trước cho chọn trang phục là chỉ ở trong phần chơi mạng, chơi online sao? Đúng rồi. Ở đâu? Không phải. Mình chơi co-op là nó không cho chọn. Thì mình nghĩ là phần này chơi co-op thì nó sẽ cho chọn quần áo. Vậy là nó, nếu mà đúng thì phần này nó hơn ở phần Conviction là có cái ấy rồi đấy. Nó cho mặc quần áo rồi đấy. Mình sẽ chọn cái này nhá. Ok, Accident Launch Mission. Nhiệm vụ này là Hawkins Seafort, kênh của Anh. Here's the setup. You'll need to be careful on your approach. Admittedly, Rossikin purchased top flight security systems and he's reinforcing them with a strong guard presence. I thought security was light. Bây giờ là access points for the data feeds are in the top levels of the structure. It's mostly apartments up there, but you should find what you need. Got it. Bây giờ là nhiệm vụ chúng ta là cố gắng không để phát hiện ra. Ok. Này là mỗi thằng một hướng rồi. Tí phát hiện. Ra đây, ra đây. Tí chết. tí bị phát hiện, sợ vãi. Nhiệm vụ đầu tiên đấy, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó một cách tốt đẹp nhất. Ra đây. Tao đéo giết mày bằng cái execute mà tao sẽ mẹ nó tốn ra. Láo. Cảm giác sướng thật. Úi rồi. Ở đây. Chức năng mình thích nhất ở trong cái trò này. Nhìn này, nhìn này. Lúc có tắt đi hất mũ lên phát. Nhìn rất là hay. Rồi, hất lên, thấy chưa? Cái này là súng điện. Đúng rồi, súng điện. Mình có xem một cái đoạn gameplay của Ubisoft thì đây là mình nhớ đây là cái súng điện. Rồi, tạm thời biết thế đã. Ôi, tí phát hiện. Ôi, chết. Ra, nhanh. Mẹ, sợ vãi. Nó phát hiện rồi. Mẹ chứa gì đã. Xem ở đây có đường nào lên không. Ấy thì từ ạ. Ui, có tận mấy đường cơ mà. Đoài không lên được rồi. Sticky camera. Non legal có những cái gì? Mình sẽ lấy thử cái này. Ôi, ui, xịn vãi. Ôi, mất cái rồi. Mẹ phí vãi. Chết chàm luôn. Thế cho nhanh. Tắt đèn, mẹ còn thế nữa. Ui, chó. Chết. Đây mình qua đây thử em có gì không. Đứng cạnh cái đồng hồ mẹ hồi hộp vãi. À, có người. Chó. nhiệm vụ đầu thử thách vậy. Tao xin lỗi, tao yêu chó lắm. Tao yêu chó lắm. Tao không muốn giết mày đâu. Từ mình sẽ giết nốt thằng kia đã. Ok. Tao không muốn giết mày đâu. Tiếc con chó quá. Có thể mang nó về nuôi rồi. Nhưng mà nhiệm vụ không cho nuôi chó. Thì anh nhiệm vụ. Có cái gì nhỉ? Vừa có cái gì? Ủa mẹ. Đây, trên này vẫn có. Ui, có người, có người. Vào đây. Ôi, đèn, 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 từ từ. Hết đèn phát chạy à. Đây rồi. Từ từ từ. Chó vào đây à. Ôi giời, ném đúng ở chỗ. Mình ấy cái C trước. Ngược đời thế cơ. Rồi rồi, nhanh 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 nhanh. Mày. We just got value added out of this mission. The hostile you just zip cuffed is a serious HVT. Interpol's been after him for years. Ôi. Good to know. Found the main comms line, dropping a tap on it. Còn một cái nữa. Bề nó tít tận dưới. À, cái đoạn này qua kiểu gì nhỉ? Có vẻ khó. Ui giời, tưởng dư lao. Gì đây? Ui. Phòng tắm vậy đấy. Ấy, sợi đóng vào. Ui, mẹ, đoạn này ấy thế, đoạn này khoai thế. Không sao. từ từ. Found the cell phone. Looking at it now. Xong. Giờ thoát khỏi đây. Bắn đéo vương đéo vỡ chắc hết. Đi ra rất là tự nhiên, như ruồi ấy. Vãi, mình giết sạch chỗ này. At the extraction point, Grim. Roger that. You're good to go. I'll see you on board. Ok, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Ui, được 100.000 luôn, nhiều tiền đấy. Nhiều tiền vãi. Này nâng cấp sướng phải biết. Ở sau phong cách của mình là ở sau chứ không phải là steal. Khổ vãi. Trời gà quá. Hoàn thành trong 11 phút à. Ok. Vậy là mình đoán mình sẽ kết thúc part đầu tiên tại đây. Anh em nếu mà có ủng hộ mình chơi thể loại steal này thì hãy like và subscribe và thậm chí share video nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Xin chào.